Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi set đấu thứ hai, trận bán kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Hòa Bình và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Quốc Oai trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi tranh cúp APEX Đại Việt lần thứ nhất năm 2020. Sang set đấu thứ hai này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Hòa Bình phía gần này các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Quốc Oai phía xa mà này các bạn. Giải đấu được đồng nhà tài trợ Cà phê Sơn, Hải Salon Hiền Lê và công ty cổ phần APEX Đại Việt. Điểm số bây giờ là 1-0 nghiêng về tuyển Hòa Bình. Đây là một trận đấu rất hay và hấp dẫn các bạn ạ. Là bóng tốt của bên Hòa Bình, 2-0 cho tuyển Hòa Bình. Cũng như mình đã đăng trận ở set đấu thứ nhất, ở set đấu thứ nhất thì đội tuyển Hòa Bình đã thắng đội tuyển Quốc Oai. Bây giờ là set đấu thứ hai. Cái điều đặc biệt của trận đấu này là hai đội đều có những hàng công rất sắc nhọn và không được rồi, lỗi của số 11 bên tuyển Hòa Bình. Điểm cho Quốc Oai 1-2. Giải đấu này được diễn ra tại nhà thi đấu của thị trấn Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Pha nhảy đập đầy uy lực của thủ công số 9 bên tuyển Hòa Bình. Bóng ngoài sân rồi. Liên tục những pha công phá của các cầu thủ Hòa Bình. Trận đấu rất hấp dẫn các bạn ạ. Điểm số 3-1 cho tuyển Hòa Bình. Hòa Bình phát bóng. Pha phát bóng của số 10 bên tuyển Hòa Bình, bóng ra ngoài sân. 2-3 cho Quốc Oai. Thực sự đây là một trận đấu ngang tài ngang sức. Cầu thủ của hai đội chơi rất hay. Là bóng tốt của thủ công số 7 bên tuyển Hòa Bình. Hai đội có hai số 7 là những thủ công rất mạnh của hai đội. Bên Hòa Bình phát bóng. Tỷ số bây giờ là 4-2 nghiêng về tuyển Hòa Bình. Đá bóng tốt. 5-2 cho Hòa Bình. Lại một pha trả đũa ngay lập tức của số 7 bên tuyển Quốc Oai. Pha nhảy đập rất uy lực. 3-5 cho Quốc Oai. Trọng tài đã thôi coi. Lỗi kỹ thuật bên tuyển Quốc Oai. Điểm 6-3 cho Hòa Bình. Đây là một trận đấu ngang tài, ngang sức. Cầu thủ của hai bên cống hiến cho quý vị khán giả những pha bóng rất tuyệt vời. Các bạn đừng bỏ qua trận đấu này. Số 7 của bên Quốc Oai có bóng. Rồi là lỗi chắc. Ở Quốc Oai 4-6. Pha chạm bóng thành công của cầu thủ áo số 99 bên tuyển Quốc Oai. 5-6 rồi, cố lên. 5-6. Rất tuyệt vời pha tấn công của số 9 bên tuyển Hòa Bình. Bóng đã chạm tay chắn của các cầu thủ Quốc Oai ra ngoài sân. Điểm cho Hòa Bình 7-5. Ngay sau đó chưa đầy 1 phút, thủ công số 7 của bên tuyển Quốc Oai có pha trả lễ rất tuyệt vời. 6-7 cho Quốc Oai. Vẫn còn trận đấu rất hấp dẫn các bạn. Vẫn còn rất tuyệt vời nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Quốc Oai. Pha nhảy đập đầy uy lực của chủ công số 7 bên tuyển Hòa Bình. Bóng lật lưới, thực sự những pha bóng lật lưới rất khó phán đoán được hướng bóng. Các cầu thủ Quốc Oai đành chịu trận. Điểm số bây giờ là 8-6 cho Hòa Bình. Tiếp tục thêm một điểm nữa, 9-6 cho Hòa Bình. Thực sự đây là một trận bán kết rất hấp dẫn các bạn ạ. Vừa rồi là pha đập bóng ngoài sân của Quốc Oai, điểm cho Hòa Bình 16. Không được rồi, nỗ lực cứu bóng của số 10 bên tuyển Quốc Oai không thành công. 11-6 cho Hòa Bình. Bên Quốc Oai xin được góp ý. Trận đấu tiếp tục, mình đã cắt phần góp ý rồi. Tỷ số bây giờ là 11-6 nghiêng về Hòa Bình. Không được, bóng không qua lưới. 7-11 cho Quốc Oai. Xin lỗi, sao bảng số lại thế kia nhỉ? Bởi vì mình đến bây giờ là 7-11. Đúng rồi, trọng tài bàn có vẻ làm việc sai thì. Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức giải, đâm ra là ở ban tổ chức rất nhiều cái khiếu khuyết về vấn đề trọng tài. Mình thấy như tối thiểu nhất mỗi một sân phải có 2 trọng tài biên. Một bóng rất tốt của thủ công số 7 bên tuyển Quốc Oai. Mặc dù số 7 của bên Hòa Bình đã đón hướng bóng nhưng pha đập rất uy lực, bóng bật tay chắn, bật tay ra ngoài. 8-11 cho các cầu thủ Quốc Oai. Rồi là bóng ngoài sân. 9-11 cho Quốc Oai. Trận đấu rất hấp dẫn các bạn ạ, liên tục khán giả được thưởng thức những cái màn trình diễn của cầu thủ của hai đội. Rất tuyệt vời, hàng rào chắn số 10 và số 99 của Quốc Oai hoạt động rất tốt. 10-11, khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Quốc Oai cố lên nào. Ở set đấu đầu tiên thì Quốc Oai đã Hòa Bình đã thắng Quốc Oai. Và nếu ở set đấu này thì Quốc Oai ngược dòng được thì hai đội phải đấu chắc đấu thứ 3. Rồi là pha tấn công của bên Hòa Bình, bóng không qua lưới. Điểm số được cân bằng 11 đều, hai đội phải làm lại từ đầu. Đúng thực sự là hai đội thực sự cân tài cân sức. Hàng thủ của bóng trong sân rất tỉnh táo, số 7 của bên Hòa Bình. Sau khi pha tấn công không đã không thủ gặp thủ tốt thì Hòa Bình sẽ bỏ nhỏ, số 7 đã bỏ nhỏ thành công, điểm số nâng lên 12-11 cho Hòa Bình. Bóng không có lấy rồi. Rồi là pha bỏ nhỏ của số 12 bên Hòa Bình, bóng không có lưới, điểm cho Quốc Oai 12 đều. Rất tốt, lại một pha ghi điểm nữa của thủ công số 7 bên tuyển Hòa Bình. Cầu thủ được lối tấn công rất uy lực, lối đánh rất đa dạng. (13-12) cho Hòa Bình. Không rồi, pha cứu bóng không thành công của các cầu thủ Quốc Oai. 14-12 cho Hòa Bình. Cũng báo cáo với các bạn là đồng tài trợ cho giải đấu này gồm 3 nhà tài trợ chính, đó là Cà phê Sơn và Hải Salon Hiền Lê và công ty cổ phần APEX Đại Việt. 3 nhà tài trợ chính cho giải đấu này. Bóng ngoài sân, điểm cho Quốc Oai. 13-14. Bên Quốc Oai pha bóng. Vừa rồi là pha tấn công bóng không qua lưới của số 9 bên tuyển Hòa Bình. Điểm số lại cân bằng 14 đều. Rất hay, rất kịch tính các bạn ạ. Thực sự rất hay. Trận đấu này mình cảm giác như là cái trận bán kết của Quốc Oai và Hòa Bình này, đây là trận đấu hay nhất của giải. Một bóng tốt. Vừa rồi là trọng tài đã bắt lỗi bóng nhảy vạch của số 9 bên tuyển Hòa Bình. 15-14 cho Quốc Oai. Lần đầu tiên trong trận đấu này Quốc Oai dẫn điểm. Một pha trả lời rất tuyệt vời của thủ môn số 7 bên tuyển Hòa Bình. Điểm số được cân bằng 15 đều. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận set 2 trận bán kết bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển Hòa Bình và đội tuyển Quốc Oai. Vừa rồi là một pha tấn công rất uy lực của thủ công số 7 bên tuyển Hòa Bình. Điểm số được nâng lên 16-15 cho tuyển Hòa Bình. Liên tục những pha giằng co điểm từ nửa cuối set đấu đến bây giờ. Rất tuyệt vời. Sau 3 pha tấn công liên tục thì số 7 của bên Quốc Oai đã ghi điểm cho Quốc Oai. 16 đều. Tỷ số bây giờ là 16 đều. Lại một pha ghi điểm nữa của thủ công số 7 bên tuyển Hòa Bình. Bóng đã chạm hàng rào chắn và ra ngoài sân. 17-16 cho Hòa Bình. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận bán kết bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển Hòa Bình và đội tuyển Quốc Oai trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi APEX Đại Việt lần thứ nhất năm 2020. Các bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Một pha tấn công của số 7 bên Hòa Bình, của bên Quốc Oai, bóng không qua lưới. Điểm số được nâng lên bây giờ là 19-16 cho tuyển Hòa Bình. Trận đấu lại tiếp tục. Pha phát bóng không qua lưới của Hòa Bình. 17-19 cho Quốc Oai. Các bạn muốn tìm trận đấu của mình trên YouTube, các bạn hãy ghi điền bóng chuyền hơi tên đội mình và tên đối phương là ra đúng trận đấu. Ví dụ ở trận đấu này các bạn ghi là bóng chuyền hơi Hòa Bình Quốc Oai lên đúng trận đấu này ở trên YouTube các bạn ạ. Vẫn còn, mình cảm giác như sang sang đấu thứ hai này, số 7 tấn công của đội tuyển Quốc Oai đã sung sức bóng đã chạm tay chắn và bóng đã chạm tay chắn ra. Như vậy điểm số được nâng lên 20-17 cho tuyển Hòa Bình. Như mình được biết thì các cầu thủ Hòa Bình đến với sân đấu này cũng khoảng 98 đến 90 km. Vừa rồi lại một pha phát bóng không vào lưới nữa của các cầu thủ Hòa Bình. 18-20 cho Quốc Oai. Rất tuyệt vời, số 7 cuối cùng thì số 7 của tuyển Hòa Bình đã kết thúc trận đấu thứ hai với tỷ số là 21-18 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Xin chào các bạn, xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới.